Sự việc của thế gian đều bắt chúng ta lựa chọn. Chẳng hạn như trong tình cảm, khi nó không còn nữa, bạn chỉ còn cách quên đi cô ấy. Không thì hãy để cô ấy quên bạn. Tôi là một người chuyên bắt yêu quái. Có một ngày, sư phụ bảo tôi lên núi bắt một con yêu. Sau đó tôi hiểu được, nhưng sư phụ muốn không phải là võ công của tôi, mà là tâm của tôi. Vì điều lợi hại nhất của bọn yêu không phải giết người, mà làm cho người ta mất tự chủ. Ta tên Tiểu Thiên. Còn ngươi? Yến Xích Hà. Đây là thứ gì mà ăn ngon quá? Kẹo. Mùa thích được ăn suốt đời. Mình không mua nhiều vậy đâu. Nhưng về sau thì ai cho mùi ăn, mùi sẽ yêu người ấy. Người già yêu không thể sống chung hả? Vậy thì hãy giết muội đi. Giết đi. Từ nay về sau, muội sẽ không đau khổ nữa. Bởi vì muội tức không còn nhớ đến ta. Thích à? Hãy dùng tới hậu thần binh đâm vào tử quỷ quả. Tay của ta dùng thần binh để phong bản. Nhanh, đợi ngày ta phá bỏ phong ấn. Chính là ngày chết của bọn trừ yêu các ngươi. Mất một cánh tay không hề gì, nhưng ta đã mất ba số huynh đệ. Yến Thích Hà, người không xứng đáng là một yêu sư. Ta đã hiểu thông. Người và yêu không thể ở cùng nhau, nên tôi dùng thần binh để phong ấn ký ức của mình lại. Để cô ấy không thể nhớ lại cuộc tình này, để cô ấy vĩnh viễn quên tôi. Nhưng tôi không ngờ, trong lúc người thanh niên ấy đi vào Hắc Sơn, thì chuyện trước đây của cô ấy và tôi lại tiếp diễn. Thank you.
Nè tiểu tử, làm gì đó? Ăn trộm nước hả? Không, không có, không có à. Bắt nó đi. Mang luôn những thứ này về. Trưởng thôn à, những thứ này trông lạ quá, không rõ công dụng của chúng. Người mang theo thứ cổ quái này đến đi, nhất định là muốn lấy nước uống của chúng ta. Mau chặt tay của nó. Phải đó, đây không phải là thôn Bắc Sơn mà là thôn Bắc Tâm thì có. Các người nhường pháp vô thiên, tôi thật là người của quan phủ. Thôn trưởng, tránh đường. Thôn trưởng là hắn. Tiếc nhà, ngươi làm gì thế? Hắn người tên gì? Tên là Ninh Thái Thần. Ninh Thái Thần. Thôn Bắc Sơn của chúng ta chính nhờ vào những lọ đất này mà nổi tiếng ở phương Nam. Hiện nay do không có nước cho nên bây giờ những lọ này bỏ lâu không dùng. Ngay cả gia súc cũng không nuôi được. Việc trước mắt cần làm là tìm ra nguồn nước. Đúng rồi, chúng tôi đã viết vài bức thư cho nha huyện đại nhân, cầu xin họ đến cứu giúp. Lần này người đến đây chính là ân nhân cứu mạng bọn tôi. Nên đại nhân à, đừng nói thế. Tôi chỉ là một công sai ở Nha Môn. Các ông đều gọi tôi là Ninh Thái Thần. Người đến từ Nha Môn thì phải gọi là Ninh là đại nhân chứ. Phải Ninh đại nhân. Thôn của các người ở đâu cũng thấy treo thứ này, dùng làm gì vậy? Lá mùa dĩ nhiên là để trừ yêu trừ tà. Đi nào, bọn tôi chơi để cầu mưa. Cầu mưa, cầu mưa đó mà. Mọi người đến đây, qua xem Ninh đại nhân đi. Ninh đại nhân là ân nhân cứu mạng bọn ta. Cái gì? Ninh Thái Thần xin hứa nhất định sẽ lên núi tìm nguồn nước, bằng không sẽ không xuống núi. Hay lắm. Đại nhân, dân chúng toàn thôn vô cùng đội ơn ngài. Tuy nhiên có một chuyện cần mọi người giúp cho. Xin hãy nói ra. Đi tìm nguồn nước sức một người không làm nổi, ta cần tìm thêm nhiều thôn dân tráng kiện để cùng ta lên núi. Hả? Lên núi hả? Nói gì không ổn sao? Chỉ cần Ninh đại nhân lên núi, cứ gì mà không ổn chứ. Ninh đại nhân không sao, hồi khỏi như vậy đi. Ninh đại nhân, chờ đã. Tôi là Thuyết Gia, muốn cùng ngài lên núi. Tốt, càng đông càng vui. Những người này đeo xích trong chân để làm gì vậy? Họ đều là phạm nhân. Trưởng thôn cho họ lập công chuộc tội. Nhìn đại nhân, lúc nhỏ cha và anh của tôi thường dắt tôi lên núi, đi theo con đường này. Nếu không làm ký hiệu sẽ dễ bị lạc. Nhờ chờ tôi tí. Nếu không có cầu dẫn đường, ta cũng sẽ bị lạc thôi. Đừng lo, có tôi sẽ không sao. Cẩn thận coi chừng té. Chân tôi, thế này thì chưa tìm ra nguồn nước, tất cả đều tàn tật. Chuyện nhỏ nhặt, rên cái gì mà rên? Theo tôi thì cứ mở xích ra đi, bọn họ đi thoải mái hơn chứ. Không được đâu, bọn họ chỉ phạm tội nhẹ, không cần bị trừng phạt nặng. Tội nhẹ gì? Chúng đều là kẻ giết người. Giết người hả? Nếu chẳng phải là tội chết, ai lại cùng tên ngốc này lên núi hả? Đi. Không sao đâu, cẩn thận một chút sẽ ổn thôi. Cẩn thận không phải là với bọn này, mà là trên núi đó.
Cái gì trên núi vậy? Không có đâu, cẩn thận chút là được. Cẩn thận. Ninh đại nhân, ngài xem. Đào sâu tí nữa. Sâu hơn. Trên đường đi lên chỉ thấy cây khô héo thôi. Cậu xem ở đây, cây cỏ tươi tốt, có thể có nước. Tôi nghĩ sẽ tìm ra nguồn nước. Cái gì tốt quá. Cậu giúp ta trông chừng bọn họ. Đừng lo, không được chậm trễ. Mời cứ ăn kẹo. Ninh đại nhân à, sao trời lại như vậy chứ, không rõ nữa. Tôi đúng vậy, chờ tới thế này thì ở đây để làm gì? Người điền sao? Tôi đứng xa lắm. Ở chỗ để đi tạm trú lại có một tí không? Trước mặt có một cái núi kìa. Mau thu dọn rồi đi ngay. Nhanh lên, ngươi đừng sợ. Có nước hả? Trong này có nước. Có nước. Là nước thật rồi. Đến đây, giúp tôi một tay. Đây là nước. Uống được không? Nghe làm gì vậy? Muốn xem độ sâu của nó. Cô đã chính là nguồn nước cần cho chúng ta. Tốt. Thật công tệ. Đâu cả rồi? Tôi đi tìm bọn họ. Không được để chúng trốn thoát.
Huynh sợ gì chứ? Có phải ta rất xấu không? Cô nương, định làm gì vậy? Làm chuyện mà bọn đàn ông các người đều thích đấy mà. Cô nương, xin đừng, không thể được. Lão lão của chúng tôi từng dạy hiếp khách phải nhiệt tình. Huynh không thích sao? Không, tôi chưa tưởng qua. Ta biết Huynh chưa tưởng qua, nhưng không có nghĩa là Huynh không ham muốn. Huynh sẽ thích cho xem. Cô nương, đừng băng. Huynh thật là hư, thật cãi quá. Là cái gì vậy? Là cái gì hả? Cổ ngọc dùng để bảo vệ. Huynh tháo xuống cho ta xem thử. Tháo ra đi. Cho cô này. Có ăn nữa cũng vô ích. Ta đánh cho các người ói ra. Huynh dọa chết người ta. Có phải vì miếng ngọc này mà phải liều mạng nhảy xuống vớt nó không? Huynh buồn hả? Là quà tặng của tình nhân à? Là vật quý của mẹ tôi để lại. Này, nhìn ta đi. Không chịu nhìn ta tức là giận ta, là mưu đồ của huynh. Tôi nào dám nghĩ thế. Nhìn đại nhân, không xong rồi. Bọn họ đã bị yêu quái giết sạch. Tiếc nha. Sát nhân kìa, cô đừng chạy mau, chạy mau. Lần sau này đấu với các ngươi. Tài nghệ của y lợi hại thật, ai sợ ai chứ. Bên này không được, bên kia đi.
Tôi làm trở về chỗ cũ rồi. Sao hả? Sao gì? Gã đồ gì ấy đang ở đâu đi? Quỳnh theo ta. Hắn sẽ quay lại. Ngồi xuống. Hắc Sơn này thật là ngàn kỳ bách quái. Chúng ta sẽ qua đêm ở đây. Sẽ không tìm chuyện gì làm đi. Làm gì đi? Kỳ quái, một tí mùi gì cũng không có. Là mùi gì? Hắn là người tốt. Phải rồi. Cô nương. Gì đi? Giả sát như ấy vẫn còn đâu đi? Tuyệt đối tránh né hắn đi. Ở trong này tí nữa đi. Trong này an toàn hơn. Mình sợ chết lắm sao? Quỳnh tên gì? Nhìn thấy thật. Ta tên Tiểu Thiên. Có thứ này cho cô. Là gì vậy? Cào đường, ăn rất ngon. Cô thích chứ? Cho cô hết. Không biết đến lúc nào nó có dịp mời cô ăn kẹo nữa. Suốt đêm chạy trốn thật là mệt mỏi. Đến sáng gọi ta dậy. Cả Thiên Nhãn,
Nhìn. Yêu thích hả? Nếu có được người yêu có yêu lộn, nhiều sao cứ bám mãi theo ta. Tạ thì xem như còn muốn ăn thịt nữa không? Đừng có giọng tưởng đợi ta ra được. Người ra đi rồi hẳn nói lão yêu quái. Mua làm gì mà hù dọa sau lưng người ta vậy? Quên thật to gan, một mình dám quay lại ở Lan Nhược Tự à? Con biết sợ à? Khi nãy quên ném gì xuống nước vậy? Là Thủy Lôi. Thủy Lôi à? Đừng cứ động, chạm vào là nó sẽ đổ đó. Lợi hại gì? Nếu theo đúng dự tính của huynh, nguồn nước này sẽ chảy đi đúng chỗ, để lúc đó Thôn Bắc Sơn sẽ có nước. Nên thế thần, không được cử động và giữ im lặng, cứ giả vờ như không nghe thấy gì. Nhớ chứ, tại sao vậy? Quỳnh muốn toàn mạng rồi khỏi đi thì phải nghe lời muội. Nhưng nói tình cảm của hai ta xem sao lại thân mật như thế chứ? Dĩ nhiên rồi, bởi vì chúng ta đều không thích một con tiểu thiên. Chả trách được lão lão hàng ngày khen ngợi tiểu thiên. Người xem, sáng sớm nay thôi thì người ta đã có gì trong tay rồi kìa. Tiểu thiên, ngươi như thế thì sau này chúng ta tính sao đi? Các ngươi đã đến trễ. Hắn là của ta. Vẫn còn nghe hơi thở là sao? Tình trình thức ăn của ta không biết lớn nhỏ hả? Rồi Nhi Ba cười. Nếu là lão lão không hài lòng nhất chính là người đó. Đi làm gì nữa? Cậu có mau cút đi, tìm thức ăn ngon cho lão lão đi. Lý huynh, mau chạy đi, chúng sẽ giết huynh đó. Gạt bọn ta hả? Tiểu thiên, tiểu thiên, tiểu thiên, tiểu thiên, tiểu thiên à, người đến đây làm gì? Đi, thả ta ra. Người lại ta không cần biết, sự sống chết của ngươi ta cũng mặc. Nhưng mà ngươi không được ở lại Hắc Sơn. Nếu lũ yêu quái đó ăn được ngươi, chúng nó sẽ tăng thêm công lực nữa, sẽ khó cho ta hơn. Thả ta ra.
Không muốn giúp thì đừng cử động nữa. Người ấy đâu rồi? Ai hả? Hắn tên là Linh Thái Thần. Hắn bị người ăn thịt rồi. Không nhớ sao? Vì ông cứu ta để làm gì? Nếu còn hại người nữa, nhất định tao sẽ giết người. Ta biết ông là một vị, một vị liệt yêu sư, sẽ không dễ bỏ qua cho ta. Hôm nay ông cứu ta, ta biết ơn ông và không quên ơn huệ đi. Vậy thì ngươi hãy quên đi. Không được cử động. Ông sẽ không giết ta đâu. Người tin ta giết ngươi ngay bây giờ sao? Bây giờ ông không còn còn gặp nguy hiểm hơn ta nữa. Cái gì? Ta cũng sẽ không giết ông. Tỉnh không chưa? Thấy dễ chịu chưa? Một chiếc trói hắn có một chân à? Mình không nghĩ rằng để hắn như thế này thì đáng yêu lắm chứ. Đi thôi. Xin lỗi nhé. Không có gì, lúc trước ta nói huynh sợ chết. Vậy sao? Thật ra huynh không sợ chết chút nào. Không thì huynh cũng chẳng trở lại cứu muội. Thật ra thì huynh sợ đó. Vậy sao còn quay lại? Huynh định sẽ làm gì? Huynh định xuống núi. Xuống núi à? Vẫn còn kẹo đường chứ? Còn. Tiểu Thiên à, bố cùng huynh xuống núi nhé. Nay huynh đã tìm được nguồn nước, có thể dắt muội xuống núi ngắm cảnh rồi. Huynh muốn cùng muội xuống núi nhỉ? Ngoài kia rất to lớn, so với hát sơn này thì lớn hơn nhiều. Còn có nhiều loại kẹo ngon nữa. Và nhiều thứ hay rất lạ nữa. Đi cùng huynh đi. Tiểu Thiên. Tiểu Thiên. Ta đói rồi. Nào nhắc cả thành viên cái gì? Cái gì vậy? Trời sắp tối rồi. Theo mũi đi. Mày làm gì đi nhanh vậy? Chéo đi. Ta đói rồi. Mau đưa cả tay này về cho ta. Mau lên. Chú nhớ đâu cần chạy nhanh như vậy. Giữ chặt bụi. Đi đâu? Chuyện thiên. Ta đói rồi. Chú thương à, việc gì phải nhanh như vậy chứ? Chỉ là gió thôi mà, đừng có hỏi nữa. Ta đói rồi. Mau tất cả ra đó về đi. Quay lại. Chú làm gì vậy? Ta muốn cho mùi miếng kẹo đường. Cho một viên kẹo để gạt bụi đi theo hả? Chỉ khi không nghĩ sao về bụi. Mình đừng hứa lầm, đi bao đi. Khi đã chúng ta đã thỏa thuận, mình đi báo cho. Mùi, mùi gì mà mùi chứ? Sao mùi thay đổi nhanh quá vậy? Ta thích đi. Tôi đi mau, không đi. Đi đi. Ta đói. Tiểu Thương à, sao người không vậy? Tiểu Thiên. Tiểu Thiên. Người cũng lãng lãng, người không nghe sao?
trưởng thôn, Ninh đại nhân gian rồi. Ta đã nói Ninh đại nhân mạng lớn mà. Ninh đại nhân, đại nhân à, ta tạ ngài Thôn Bắc Sơn có nước dùng rồi. Sao sao? Trưởng thôn à, mọi người có thể vui vẻ nhưng mà đừng nên lãng phí nước. Không được phung phí nước. Giả lại những người cùng ta lên núi đều đã mất tích, đó là những tên đáng tội chết. Không phải thành đại sự thì phải có hy sinh. Chuyện không vui xin đừng nhắc đến. Trưởng, trưởng Tiết Nha, Tiết Nha, cậu không sao chứ? Trưởng thục, hắn và yêu cái gì? Người xem kìa, khắp người bẩn thỉu. Đi tắm đi, Thôn Bắc Sơn có nước rồi, mau đi tắm đi. Hắn và yêu quái. Đại nhân, ngài nói phải, uống nước với nguồn chúng tôi không thể nào lãng phí nước. Hôm nay tiệc rượu chỉ đến sáng là đủ. Tạt nước. Nói, tại sao thả hắn chứ? Lão lão, con sẽ đi tìm thứ khác ngon hơn cho người. Người yêu hắn hả? Con chỉ là không nỡ hại anh ta. Lão lão, người từng nói chỗ khác nhau giữa chúng ta và là người là yêu quái có thể làm những gì mình thích. Ta có nói sao? Đúng là ta có nói con này. Nhưng ở chỗ này, tình câu nói của ta, các ngươi chỉ được nghe chứ không được thực hành. Hãy nói đi, Lan Dược Tử, chỉ có một chủ nhân. Người chủ nó chính là ta. Các ngươi suốt đời suốt kiếp nếu không được đầu thai, tất cả hãy an tâm phục vụ ta, chủ nhân của các ngươi. Nữa nào, còn dân, ta mời ngài thêm một chén. Ta uống quá nhiều rồi. À phải rồi, đây là cháu gái của ta. Nào ngồi xuống đi, chào Linh đại nhân đi. Mời ân nhân của chúng ta một chén. Linh đại nhân, mời ngài một chén. Bình thường ta thật không thể nào uống tiếp. Tôi sẽ uống trước. Tưởng lượng khá đi. Ninh đại nhân, đây là món ngon nhất. Đừng, để ta tự lo. Đừng tự bao dung nhé. Nói tiếp đại nhân cho chú đáo. Ninh đại nhân, ngài nhìn gì vậy? Không có gì, ngài ăn tí đi. Cô biết món ta thích ăn nhất là món gì không? Chào đường. Được, tôi đi mua giúp ngài. Khỏi, ta đi. Tự ta đi. Ngài đi đâu? Đi hầm xí. Tìm kẹo trong hầm xí hả? Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, đứng lại. Là ngươi hiểu lầm. Thật ra ta là người tốt. Ta thấy ngươi giết người ở chùa Nhược Lan. Ngươi thấy ta giết, những đứa đó không phải là người đâu. Ngươi giết người tàn bạo, ngươi mới không phải là người tốt. Bộ dạng ta thế này khiến người ta hiểu lầm. Nghe ta nói, ta là thầy triệu yêu. Thứ ta giết đều là yêu quái đó. Gạt người. Gạt người làm gì chứ? Người đó giết yêu quái, vậy Tiểu Thiên cũng là yêu quái sao? Đúng, ai cũng là yêu quái. Cô ta không phải. Phải mà, không phải. Người còn tin thì thả ta xuống đi. Ta cho ngươi xem chiếu yêu nè. Ngươi đi. Sao lại thế? Ta giúp ngươi, ngươi biết dùng không?
Hóa ra chỉ muốn gạt ta, thả ngươi à? Là ngươi không chịu chấp nhận sự thật. Ngươi làm gì vậy? Kiều người đỡ trói, không phải chặt dây. Đủ rồi, cầm kiếm cũng không chắc nữa. Ngươi đi đâu vậy? Đi gặp ta, thả ngươi. Vậy nhưng cực càng không quá phát. Ta mượn. Phòng xong, làm lại đi. Ngươi tự xem đi. Nó nhận tượng được sao chỉ là do một con thú yêu ngàn cửa biến thành. Ngươi chưa chết mà có thể chạy ra thì thật là may mắn. Đường xuống núi đằng kia. Đi, ngươi đi đâu vậy? Ta không tin vào trò ma thuật gạt người. Ta tự đi tìm Tiểu Thiên thôi. Ngươi điên sao? Ta đã nói cô ả là yêu quái mà. Hay là ngươi thích yêu cô ta? Không phải chuyện của ngươi. Sao không liên quan chứ? Ngươi phải quên cô ấy đi. Ta không làm được. Không thấy đâu thì không còn kịp nữa. Đi nơi nào đến Lan Nhược Tự đi. Quỷ tà ma bắt. Được. Muốn chết. Ta chờ người chết. Lan Nhược Tự nằm lối kia kìa. Đi đi. Chúc ngươi thượng lộ bình an. Mau đi đầu thai. Tiểu Thiên. Tiểu Thiên à, Diên Quynh. Mùi đã yêu quái. Quynh biết. Có dùng không? Ta đi muộn rồi khỏi Hắc Sơn. Quynh đi không đổi. Ta cõng muội. Toàn thân muội lạnh muốn như thế, mua trứng yêu thuộc của lão. Quên đừng quay đầu nhìn. Nếu quay đầu lại, chúng ta vĩnh viễn không thể thoát. Thả muội xuống đi, rồi tự mình chạy đi. Bảo muội ta chết ở đây còn hơn nữa. Trời chết rồi. Chúng phải yêu thuộc. Đồng, binh, đấu, giả. Nhìn. Vô nhanh, ý thức hại, ngươi không thể giao bơm. Tối nay nghĩ lại đi, đến sáng đi tiếp. Muội yên tâm, họ sẽ không phát hiện ra muội là yêu quái.
Trong này bừa bãi quá. Nàng chịu khó gì? Ngày mai tìm chỗ khác tươm tất hơn. Tí nữa đốt lửa sẽ đủ ấm. Thấy gì đỡ hơn chưa? Để ta đi tìm thêm vài thứ để tránh rét. Như vậy có ổn không? Như thế này đỡ hơn tí nào không? Linh Thái Thần, huynh thật sự muốn đưa muội đi à? Huynh không sợ muội là một con yêu quái sao? Ta sợ nghèo, cho nên rất nghèo. Ta lại sợ dán, mỗi ngày đều buồn chán. Hứa mạng đã vậy rồi, ta sợ thì nó đến với ta càng nhiều. Nhưng ta vẫn còn lo lắng muội sẽ giống bọn yêu nữ khác ăn thịt người không? Bọn yêu quái muội không ăn thịt người. Nhưng hôm đó bạn của muội không phải đã giết và ăn thôn dân Hắc Sơn tại Đan Nhật Tự sao? Bọn họ không phải là muốn ăn thịt người, mà là muốn thu nạp nguyên khí của người. Muội biết những người ấy vô tội, nếu không sinh tâm dục thì trên người họ không toát ra mùi. Lão lão sẽ không ngửi thấy, không bị bọn muội bắt. Người ta không có mùi như mùi nói sao? Quynh là người tốt, bọn mùi không thể tự quyết định. Năm ấy lão lão trúng phong ấn của thầy Triệu Yêu, tổn thương nguyên khí. Lão lão dùng phép thuật khống chế bọn mùi, bắt đi hút nguyên khí của người, giúp bà ta giải phong ấn. Nếu không chịu làm sẽ bị đánh. Thậm chí đến chết. Đừng sợ, ta nhất định dẫn muội ra khỏi đi. Về sau không phải lo lắng nữa. Hiểu Thiên à, muội sao vậy? Muội bị thương có nặng lắm không? Ta đi tìm đại phu, đi tìm thuốc. Là do lão lão yểm pháp vô dụng thôi. Có cách, hãy hút nguyên khí của ta, như thế sẽ giúp muội khỏe lại thôi. Hút đi. Muội khỏe lại thế nào chưa? Nếu muội cần nữa, mình vẫn có đủ. Tiếp đi. Muội cười gì? Muội ngửi được rồi. Sao? Hiện giờ Quynh đã có thứ mùi đó. Mùi gì nào? Thank you.
thật đúng là người. Trời chính là đất, càng khôn đảo lộn. Nói yêu quái, nguyên do là vậy. Phá trận của người. Chóng mặt quá. Lão yêu quái đáng chết. Người nghĩ có thể giúp được ta sao? Bộ tỉnh rồi à? Ta đi làm gì đó để ăn. Lý huynh, không có gì. Như Tiểu Thiên, ta cho ngươi nếm mùi loại cháo món, loại món cháo này chứ. Không tin là ngươi sẽ không hiện nguyên hình này. Tiểu Thiên, ngươi rất sợ ta phải không? Ta sẽ không nuốt ngươi. Ngươi không phải người. Lão lão, ngươi hãy tha cho con. Ngươi nghĩ ta sẽ hại ngươi sao? Câu nói đó của ngươi thật sự hiểu thấu nỗi lòng ta. Mặc dù người già đi không từ biệt, nhưng ta không ác như người nghĩ. Lần này ta đến là để tiễn ngươi. Những năm qua ngươi mê hoặc không ít đàn ông, này ngươi lại làm tìm được một kẻ khiến ngươi si mê. Ta ngưỡng mộ lắm. Ta thật sự mừng cho ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ một điều, thân phận hộ đi của ngươi vẫn còn ở Lan Nhược Tự. Nếu nó, ngươi đi đâu cũng không được. Đại hiệp, mình vẫn chưa chết. Tốt quá. Tiểu Thiên đâu? Đằng chạy rồi. Mình người ăn nhiều thế. Ta đói mà. Sao lại có hai đôi đũa gì? Ngươi gạt ta sao? Có phải ngươi ở cùng quấy không? Hai người đã làm gì nào? Bọn tôi... Này, quân háo sắc nhà ngươi. Có yêu khí. Ngoài Tiểu Thiên ra còn có ai nữa? Không có. Ta không cho quân hại Tiểu Thiên. Thượng yêu à, hãy quay về hắc sơn của ngươi. Không được có đi. Không cần ngươi đâu. Ngươi không thể nào chọn được. Đi. Đại bảo không cần. Nhìn thấy thần. Nhìn thấy thần rồi. Nhìn cái gì? Đi đi. Tạc máu chó hả? Có ích gì chứ? Càng dùng vậy thì càng đau. Đi.
Hà Thiết Phong rồi, ngươi muốn gì đi? Ta định... Yêu Nghiệt, muốn chạy hả? Người xem người có đặt cái gì không? Nhưng một đời là tên thất phu, chứ gì không biết quyền phân trắng đen, chỉ biết hàng ngày ở cùng Yên Việt. Hết thuốc chữa rồi thì đã sao đâu? Muốn đánh nữa không? Thắng được ta không đâu? Ta mà đánh không lại ngươi hả? Chơi ta nào. Tại sao ngươi đến đây làm gì? Ta đánh dạy ngươi, ngươi có gì tốt chứ? Sao cái cuộc xong còn yên đi, chỉ sợ với ngươi sao? Người xem kìa, nhưng tôi không vẫn hại được ngươi. Một người tôi giết gì? Hạ Băng, chú yêu. Yêu Tiểu Thiên, ta đến cứu muội đi. Yêu quái, trưởng thôn, ả là yêu quái đó. Sợ quá tạo đi, mọi người yên tâm đi. Tay của ông, Hạ Băng, bọn họ đã trúng nhiều độc rồi. Tất cả bình tĩnh đi. Trưởng thôn, ngồi hết thôn dân lại, chúng ta có điều pháp đi. Trưởng thôn, đã xảy ra chuyện gì thế? Chúng ta có bị biến thành yêu quái không vậy? Nghĩ cách xem nào. Trưởng thôn mà, tất cả im lặng đi. Ta có chuyện cần bàn bạc. Vật này mọc từ máu thịt chúng ta, nếu càng quan mang chúng sẽ sinh trưởng nhanh hơn, cho nên ta phải bình tĩnh. Nè ông, sao ông lại không bị gì cả? Ta lại khỏi được chứ? Ở dưới này có hai cây cọ gai kìa, nhức nhối vô cùng. Mọi người yên đầu, yên đầu. Nếu không phải là thuốc giải, tuy chưa thể giải yêu độc, nhưng có thể tạm thời kiềm chế những quan cỏ này, không cho chúng phát triển. Nước uống của bọn nhường có độc, là tinh huyết của một con thụ yêu ngàn năm trên núi. Chỉ cần diệt được thụ yêu đó, của mọi người sẽ hết được giải thôi.
Nhưng mà anh sẽ diệt con thú yêu đó đi. Anh tôi Hạ Thiết Phong Long là thầy thú yêu lợi hại nhất. Hạ Thiết Phong Long, nợ của ta với ngươi ta trả. Ngươi có thể trả gì đi? Chặt một tay ta để trừ, không thì chặt hết cả tay. Ta biết ngươi muốn lên Hắc Sơn, nên ta nên dọn đường sẵn. Như ngươi mà chết cũng chẳng sao. Ngươi xem ngươi giống ai đi? Vì một con yêu phải gian sinh à? Y Xích Hà, ngươi chết vẫn không chừa. Sao chết vẫn không chừa chứ? Không phải ta luôn tâm giữ Hắc Sơn sao? Ngươi chỉ cần con yêu này. Y Xích Hà, rốt cuộc ông là ai vậy? Ta và ông có quan hệ gì? Ta là người, ngươi là yêu. Hai ta không liên can với nhau. Ngươi không quen hắn sao? Hắn vì người mà người không ra người, quỷ không ra quỷ. Này người dám nói không quen hắn? Cho người biết, hắn chính là nhân tình của ngươi. Người nói xong chưa vậy? Không thể được. Người tên đàn ông thúi đang ăn nói bị bạ để lừa ta hả? Ta cắn chết người. Thả ta ra, ta sẽ cắn nát người. Ngươi nhìn gì? Để ta cắn chết hắn, để đến tìm người. Nghe chưa? Yêu quái cũng chỉ là yêu quái thôi. Thật ra ngươi đã hiểu điều này. Vô tình vô nghĩa, vô tâm vô phí, không thể thay đổi. Giống như ngươi ra bán đồng môn, thiên sư diệt tổ, người thần quán hận và quỷ thần căm ghét. Chỉ xích hả? Tao cùng ngươi được cái gì chứ? Thật ra ta định dùng máu ngươi rửa đau, sau đó thì lại lên núi đối phó với thù yêu. Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Chớ nhận như ngươi yêu quái còn khinh bỉ, giết ngươi chỉ làm bẩn đau của ta thôi. Ngươi thích ả chứ gì? Ta cho ngươi chứng kiến cảnh ả bị lửa thiêu thành tro. Muội muốn ăn cả đời. Nhưng cho đệ cùng lên núi đi khỏi, để có thể giúp huynh diệt tà hút xác phải không? Thật ra thì không có thầy để gom đâu. Đợi ta quả tiêu lan nhược tự, tôi cùng chết với thù yên. Vậy là kết thúc tốt đẹp nhất.
Lúc giật ngôn ta có nói rồi, có đổ máu chứ không rơi lệ. Nam thầy tiểu yêu nhất định là không thể xúc động, không thể dễ phạm lỗi. Như ý thích hại gì, cuối cùng chỉ tự hại người, hại ta. Để hiểu rồi, ca ca. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, Thiên nhà, Thiên muội có trong đó không? Ở đây không có hơn Thiên gì cả, mà chỉ có yêu quái thôi. Đi đi, Tiểu Thiên à, đi mau. Thả ra, thả ta ra. Đừng bắt chước nói theo. Ta đến tìm Tiểu Thiên. Giọng tưởng. Vì biết ả ta là yêu mà còn cứu sao? Mà mặc kệ là người hay yêu, nhất định phải cứu thôi. Không thấy được. Xin lỗi. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, này, thả ta xuống trước đi. Tiểu Thiên à, Ninh Vinh, ta phải cứu mụ ra. Cái làm gì vậy? Ngươi chỉ cần chặt sai một nhát thôi, Tiểu Thiên sẽ chán ra rồi. Thả ta xuống trước đi. Không được, Quynh đến để bắt Tiểu Thiên. Ta không thể thả Quynh được. Ngốc có gì? Không ăn hiểu gì ngũ hành trận pháp này. Không được phí thời gian. Nếu các đồng tiền rơi xuống hết, Tiểu Thiên sẽ bị quỷ diệt ngay. Thả ta xuống đi. Mau lên. Nhanh đi. Tiểu Thiên, vì sao con đánh nhau lợi hại thế? Con có tài nghệ, sao không đối phó thù yêu đi? Hiện nay đại họa đã đến, nếu không diệt thù yêu, thôn này sẽ không có ngày mai. Ta có thể tha cho con yêu quái đi. Yếu thích hà, quân sẽ cứu những thôn dân vô tội chứ. Tôi đến làm nhiều từ trước lúc trời tối, nhanh lên. Người thật sự muốn lên núi sao? Ngươi cần biết rõ La Nhật Tự thế nào. Có một con thủ yêu ngàn tuổi, hai con xà yêu cực độc, còn có rất nhiều yêu tinh lợi hại nữa. Ngươi đừng dọa ta nữa, ta sợ lắm. Nhìn vì chân thân của Tiểu Thiên còn ở đó, ta phải đi lấy gì? Ninh Huynh, điểm đo cho Huynh. Chỉ cần lấy lại chân thân của muội, giúp nàng rời khỏi thủ yêu, sau này không bị bọn ta khống chế, ta chết cũng cam tâm.
Nhớ lại năm xưa khi bị phong ấn, nếu sau cùng ta thấy chính là ngươi. Hôm nay ta tự do rồi. Thứ đầu tiên ta thấy lại là ngươi. Ta nghĩ thời gian không trôi đi. Có điều ngươi đã già, của con già hơn tuổi yên ngàn tuổi luôn. Ngươi quên rằng nó gọi là mộc cơ sao? Mấy lần này ta có một nguyện vọng, nó có thể ăn tim uống máu người. Ta không nghĩ được người đối với ta tốt như vậy. Tự mình dẫn sát đến, thật sự muốn xem ngươi dễ chết ra sao. Thú quá, thứ gì vậy? Nước, chữ động tượng của ta đó. Ngươi mà con à, còn kinh mấy mươi năm nay, ngon lắm phải không? Kaka, không muốn cho đảo đảo yêu thương ngươi. Tình cũ yêu mới đều dắt đến hết. Người chưa thắng đồ vĩnh viễn không thoát khỏi nó nhập tử. Đến hồ nước bảo sao có thể tìm thấy chân thân của thiếu tiên. Hạ thiên nhận làm bên đứng dậy chân liệt tại tiên. Lấy thần, nhanh lên. Nhanh, ta không kịp đỏ nữa. Lạnh quá.
nào lọc đi, chiến sức hạ. Tiểu gì đang ở trong thân ta. Nếu ta chết, thì nó cũng chết theo. Cái pháp trưởng này bỏ thế nào đi? Lâm Trần đấu binh. Lâm Trần tại tiền. Mẫn. Các sự cực khoảng nhanh lắm sao? Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, ngươi đặt tiếng đi. Tiểu Thiên, lại đi, ta đưa bụi đi. Giao đương. Ta đưa mũ đi nhé. Người rất muốn nghi à? Ta đi gãi đàn ông của người, để ngươi đi được chứ?
ta muốn hắn chính tay mình giết chết nữ tình nhân của hắn. Lão yêu quái, tiểu thư, làm binh đấu giả, trần liên tay chân. Thần binh, ý thức nào là kẹo vậy, tôi biết ta đi. Nếu yêu anh, ta và bụng cùng chết chung nhé. Yến Thích à, xin lỗi. Để muội nhớ đến ta rồi. Nếu để huynh chọn lần nữa, huynh có còn mắc muội phải quên huynh không? Bùi hiểu mà. Nào, rời khỏi đi. Nam nhược tượng, nam tà thuật của tù yêu. Tù yêu biểu diễn thì chỗ này sẽ bị quỷ. Nhìn thấy thật. Mau đưa Tiểu Di rời khỏi Lan Nhật Tự. Đi thôi. Tiểu Thi, đi nào. Chắc chắn. Không thì vẫn còn kịp nữa đâu. Nhanh lên. Thank you.
Liên Minh. Mình không đi. Yến Xích Hà là được. Chúng ta không thể nào cùng sống bên nhau. Nhưng ta đã tìm được chân tôi có muội. Sau khi rời khỏi đây, muội vẫn là yêu quái. Huynh thả chân thương của muội ra, lấy bộ và nó cùng bị quyển lại tại La Nhật Tự đi. Biết đâu sau này chúng ta sẽ có cơ duyên hội ngộ. Nên lúc đó có thể muội không còn là yêu quái nữa. Thả đi đi. Vậy ta không đi, ta ở lại với nàng, cùng sống cùng chết. Quỳnh bao đi đi, La Nhật Tự sắp bị quỷ rồi. Quỳnh không bỏ đâu. Không bỏ được. Quỳnh muốn hy sinh vì muội sao? Muội biết mà. Muội biết. Tiểu Thiên. Tiểu Thiên. Cái này là gì vậy? Ăn ngon thật, kẹo đường. Vậy sau này hai cho muội ăn, muội sẽ yêu người ấy. Người yêu quý không bao giờ có thể sống chung. Đừng mê muội nữa. Điều là ánh trăng dưới nước, ảo ảnh cùng yêu. Chữ đi. Như vị ân nhân, xin thay mặt thôn dân Hắc Sơn đà tạ các vị. Còn cây trên thân chúng tôi, chúng sẽ mọc lại không? Đàn cây thì biết. Này, trong Bắc Sơn chúng tôi đã lâu không có nhiều cây như thế. Ân nhân có rảnh ghé lại thôn chơi nhé. Tìm thấy thật.